Video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ tuyến và vẽ bình đồ. Để vẽ được tuyến thì đầu tiên là các bạn mở Nova lên và mở file bản vẽ mẫu. Mẫu số 1. Như chúng ta đã biết thì ở bản vẽ mẫu này chúng ta chỉ khai báo về các kiểu chữ và các cái độ hiển thị. Sau dấu phẩy là đối với chữ số là sau phần nguyên là hai chữ số. Để khi mà vẽ tuyến thì chúng ta phải làm một thao tác, đó là khai báo và thay đổi tuyến thiết kế. Thì về lệnh khai báo và thay đổi thiết kế bằng cách sử dụng menu lệnh của Nova, có ba menu lệnh đây là địa hình tuyến phụ trợ. Chúng tôi sẽ sử dụng là lệnh tắt, đó là lệnh CS. Các bạn sẽ chọn như sau, với kiểu chữ thì các bạn chọn kiểu style 1, kiểu chữ số các bạn chọn kiểu chữ số. Bỏ dấu tích tiền góc chuyển hướng đi. Nếu như các bạn để dấu tích này thì sau này các bạn vẽ nhắc dọc, trên nhắc dọc sẽ không phải là góc ở đỉnh nữa mà sẽ là góc chuyển hướng, tức là góc theta. Ấn OK. Để vẽ được tuyến thì các bạn cũng có thể sử dụng menu lệnh của Nova, nhưng ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng bằng lệnh tắt. Các bạn dùng lệnh T và trỏ đến cái file số liệu mà các bạn đã tạo được hoàn chỉnh. Kích vào. Như vậy ở đây sẽ cho chúng ta hai chế độ là chọn tọa độ theo hệ tọa độ giả định X và Y, góc phương vị 90 độ, gian cao độ. Như vậy tôi sẽ sử dụng cái lựa chọn là chỉ điểm, coi như là một điểm bất kỳ thôi chỉ. Khi các bạn vẽ được tuyến thì thường là tuyến chúng ta sẽ không zoom được. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng lệnh RE. Như vậy chúng ta sẽ zoom được. Và sau đó chúng ta sẽ vẽ góc và khắc đỉnh để chúng ta biết phân biệt được đỉnh của các đoạn cong nó sẽ nằm ở vị trí nào. Các bạn dùng lệnh ITC, yếu tố cong. Các bạn nếu như mà thường thì sẽ hiện lên là hai dấu tích này, các bạn bỏ điền yếu tố cong đi và chỉ vẽ đường nối đỉnh thôi. Vậy chúng ta đã có được đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ hai, đỉnh thứ ba, đỉnh thứ tư. Trở lại giáo trình, chúng ta sẽ vẽ bình đồ. Ở đây chúng ta sẽ vẽ bình đồ tỷ lệ 1:1000 với các bước cao độ là 1 mét, tức là khoảng cách giữa chênh cao giữa hai đường đồng mức liền kề nhau thì luôn luôn được đảm bảo một hằng số là 1 mét. Đầu tiên là các bạn sẽ phải sử dụng để đường P-line để vẽ đường bao miền biên của các phạm vi vùng mà các bạn muốn vẽ bình đồ lên. Như vậy ở đây tôi sẽ dùng lệnh P-line. Trước khi vẽ được lệnh P-line thì các bạn sẽ phải sử dụng chế độ bắt điểm, để dùng cho chế độ bắt điểm cao trình thôi. Các bạn trỏ phải vào option, có thể lựa chọn là sử dụng chuột phải để gọi lại lệnh trước hiện hành, nhưng ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn là không dùng chuột phải. Như vậy thì rất dễ cho các bạn khi mới sử dụng CAD. Các bạn ấn Ctrl, ấn lì nút Ctrl, trỏ chuột phải. Các bạn vào Offset Setting. Các bạn thấy chúng ta đang ở mục là Object Snap, tức là chọn đối tượng bắt điểm. Như vậy ở đây là Nova đã mặc định cho chúng ta các chế độ bắt điểm như là Endpoint là điểm cuối của đối tượng, Midpoint là Middle Point là điểm trung điểm và giao điểm. Vậy chúng ta sẽ xóa hết cái này đi bằng cách ấn Clean All. Chúng ta sẽ chọn chế độ bắt điểm cao trình, ấn OK. Sau đó các bạn vẽ lệnh fly. Bạn bật một điểm ở ngoài và các bạn bắt điểm rất dễ. Bạn lần lượt bo hết các điểm biên.
Nếu tôi đã bắt trượt thì chúng ta ấn căn tròn Z để lùi lại. Phải bắt đúng vào vị trí của điểm cao trình. Bắt trượt là khi chúng ta vẽ bình đồ sẽ không được như muốn, có thể là sẽ gãy khúc ở các điểm biên. Chúng tôi lại bắt trượt rồi, ấn Ctrl Z quay lại, vẫn trượt. Như các bạn thấy là ở đây tôi sẽ bắt vào điểm này, bởi vì sao? Cái phạm vi đồ vẽ tại cọc trắc ngang này là quá rộng mà tôi không muốn vẽ bình đồ ở đây, tôi bắt vào đây, coi như điểm này là điểm biên. Chúng ta sẽ bắt lần lượt từ đầu đến cuối như chúng ta đã về cọc cuối cùng và bắt ngược trở lại để tạo thành một mền khép kín. Như vậy ở đây là trắc ngang này cũng quá dài nên là tôi cũng không vẽ dài ra hết đến đây. Tôi chỉ vẽ theo đúng khoảng cách từ tim ra. Tất cả cọc có một khoảng cách tương đối gần nhau, tương đối giống nhau. Để zoom lên. Tôi lại bắt trượt nên tôi phải ấn Ctrl Z để quay lại. Tôi lại bắt trượt rồi. Và các bạn chú ý là khi các bạn bo đường V-line để xác định phạm vi cần vẽ bình đồ thì các bạn phải điểm xuất phát cũng phải là điểm kết thúc. Vậy tôi lại bắt ngược lại đây. Và tôi thoát lệnh này ra bằng cách ấn nút ESC. Các bạn kích vào đường V-line vừa vẽ là các bạn thấy đấy. Đây là một đường khép kín, đường đa điểm khép kín. Mà các bạn lưu file này thành một file khác, tôi đặt tên là bình đồ km 1, ấn save, tức là chúng ta sẽ lưu một file mới, ấn Ctrl Shift S để tạo là lưu file mới. Như vậy đến đây các bạn phải một bước tiếp theo, các bạn phải là mô hình hóa lưới bề mặt. Thì việc mô hình hóa lưới bề mặt sẽ được xây dựng, Nova sẽ xây dựng dựa trên các điểm cao độ dọc theo tim tuyến và các điểm cao độ của các trắc ngang. Các bạn sử dụng ở menu lệnh thì chúng ta có thể tìm hiểu, tôi sử dụng lệnh tắt thôi. Các bạn có lệnh lưới tam giác, các bạn sẽ chọn cách nó sẽ xây dựng các tập điểm dựa trên các điểm cao trình, các điểm AutoCAD, nhưng ở đây tôi chỉ sử dụng điểm cao trình thôi, các đối tượng khác là không tính. Như vậy ta sẽ tích bỏ ba cái này đi, ấn OK. Ở thanh comma
đã có một lựa chọn cho chúng ta hỏi là lựa chọn các điểm, lựa chọn các đối tượng. Thì các bạn quét tất cả các đối tượng này, quét mấy lần cho nó được tất cả các điểm. Như vậy là tôi đã quét và chọn được tất cả các điểm rồi. Giờ các bạn ấn Enter. Như vậy đầu tiên ở trên thanh comment của tôi là chữ tiếng Việt chưa được hiển thị, thì tôi có thể dịch là chọn đường bao địa hình. Các bạn chỉ vào đây và đường PLA. Ở trên thanh menu lệnh lại hỏi là chọn lỗ thủng thứ nhất, thì lỗ thủng tôi sẽ chọn ở ngoài cái phạm vi tôi muốn vẽ. Tôi click ra ngoài màn hình và bất cứ chỗ nào. Như vậy là tôi đã xây dựng được mô hình hóa lưới bề mặt địa hình. Thế để vẽ được đồng mức thì các bạn sử dụng lệnh đồng mức DM. Đây tôi sẽ chọn là bước cao độ là 1, số đường không điền là 4, khoảng cách điền là 1.000. Ấn OK, tôi sẽ được đường đồng mức. Như bạn đã thấy, tôi đã vẽ được đường đồng mức. Các bạn thấy đường đồng mức lúc này vẫn chưa được đẹp, vẫn rất gãy khúc. Do đó chúng ta phải sử dụng một cái bước đó là hiệu chỉnh đường bình đồ, đường đồng mức, hiệu chỉnh bình đồ tức là hiệu chỉnh đường đồng mức. Các bạn sử dụng lệnh Express Tool của CAD. Lưu ý đối với những bạn chưa cài Express Tool thì các bạn có thể vào bộ cài CAD. Các bạn bật Setup CAD lên. Ấn vào Install. Ở dưới này có bước 4 là cài đặt AutoCAD Express Tool. Thì các bạn cứ kích hoạt vào đây và cài đặt bình thường. Nhưng nhớ là nếu các bạn cài cái này thì các bạn lại CSS file này và tắt đi. Như vậy các bạn sẽ cài đặt thế này, ấn Install. Ấn Next. Next. Cái cài đặt cái Express Tool này thì rất là đơn giản. Do vậy ở máy tôi thì tôi đã cài rồi, nên tôi sẽ cancel nó đi, không cài nữa. Còn các bạn thì vẫn cứ cài bình thường. Vậy tôi lại mở lại bản vẽ tôi vừa lưu. Với bước này về mở lại bản vẽ bạn vừa lưu thì không cần phải chạy khóa học nữa, bởi vì phiên làm việc đầu tiên bạn đã chạy rồi. Các bạn chỉ cần kích vào biểu tượng Nova. Các bạn mở file vừa lưu là bình đồ km 1 ra. Như vậy là lúc trước tôi đã giới thiệu với các bạn để vẽ được ra cái đường đồng mức như thế này. Bây giờ chúng ta phải hiệu chỉnh nó bằng cách sử dụng là chúng ta phải sử dụng kết hợp giữa lệnh Nova và lệnh Cat. Ở đây trước tiên tôi sẽ sử dụng lệnh Cat, đó là Express Tool, đó là lệnh Line ISO.
Tôi đang bật tiếng Việt nên tôi phải tắt tiếng Việt đi thì mới gõ được. Và lệnh này còn nhằm mục đích là sẽ hiện lên những đối tượng mà đối tượng layer hoặc bất cứ một đối tượng két nào chúng ta kích và ấn Enter. Như vậy là chúng ta trên bản vẽ chúng ta chỉ hiện lên hai đối tượng này thôi. Mục đích là để cho chúng ta dễ thao tác, dễ quét và không bị nhầm lẫn sang các đối tượng khác. Thì do là Nova xây dựng dựa trên các cái lưới tam giác trong những phạm vi nhỏ, do vậy là sẽ xảy ra hiện tượng là bị gãy các đường đồng mức chưa được nối liền với nhau. Ví dụ đây, các bạn có thể thấy đường đồng mức cái này không chưa được nối với đường bên này. Như vậy chúng ta sẽ phải sử dụng một thao tác là lệnh nối tất cả các đường đồng mức này. Các bạn sử dụng lệnh PE, chọn thuộc tính M. Các bạn quét toàn bộ cái đường đồng mức này, ấn Enter. Và ở đây nó sẽ hỏi lên cho các bạn một loạt những cái lựa chọn. Thì tôi chọn ở đây là lựa chọn G, tức là nối tất cả các điểm này lại, các đường PLA này lại. Các bạn ấn Enter. Các bạn ấn Enter, Enter 3 lần. Như vậy là chúng ta đã nối được rồi, đã liền hết rồi. Các bạn sử dụng, bây giờ các bạn sẽ sử dụng lệnh Nova, đó là lệnh làm trơn, làm trơn các đối tượng này đi cho nó không bị gãy khúc nữa. Các bạn sử dụng lệnh LT, các bạn quét chọn tất cả các đối tượng rồi ấn Enter. Các bạn sử dụng thuộc tính S, tức là trở thành đường SPLine, tức là đường không bị gãy khúc nữa. Okay, các bạn đã thấy đã tương đối là rất là đẹp rồi. Các bạn sử dụng lệnh Cat Lion để hiện tất cả các đối tượng của Cat lên. Như vậy các bạn đã vẽ được đường đồng mức tương đối là đẹp rồi. Đến đây kết thúc video dạy hướng dẫn vẽ tuyến và vẽ bình đồ.